Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mỗi ngày ở đây có khoảng 2.000 lượt người đến khám. Nguy cơ với các nguồn bệnh là rất lớn. Lúc này, để các y bác sĩ yên tâm chống dịch, thì thứ đầu tiên mà họ cần là phải đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị bảo hộ. Cái này thì đặc biệt là quan trọng, tại vì trong diễn biến rất phức tạp của tình hình bệnh COVID-19 hiện nay, thì những y bác sĩ mà đang trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân, thì đấy là những cái người mà không thể thiếu được những cái trang thiết bị đó. Nhờ máy quét camera thân nhiệt được tài trợ này, bệnh viện cắt giảm được 5 nhân viên y tế phải túc trực để đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Chúng tôi quyết định là tài trợ các cái thiết bị dành cho bệnh viện để các y bác sĩ còn có những cái công cụ để mà thực hiện khám chữa bệnh, sàng lọc và giảm thiểu thiệt hại. Bên cái mắt gì có.